Thì xin chào ông bà cô chú anh chị đến với kênh Năm Chị Em Xa Xứ nha. Thì kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Hôm nay Thị đi ăn bánh xèo cô chú anh chị. Giờ Thị đói bụng quá. Đây, Thị sẽ quay cho cô chú anh chị xem bánh xèo mới đem ra nha. Đó, bánh xèo mới đem ra cô chú anh chị. Nước chấm rất là ngon luôn. Thủy đói bụng quá, giờ Thủy chảy nước miếng luôn á, nhưng mà Thủy quay cho cô chú anh chị xem cho chú anh chị thèm nghiền luôn nè. Cô chú anh chị nào ở gần Củ Chi á, ra đó ra đây ăn nè, Thủy có quay cái địa chỉ hồi nãy á. Cắt đũa hả? Chị đổ này nè. Mà không. Thủy mời ông bà cô chú anh chị ăn bánh xèo với Thủy nha. Thủy mà ăn đói ăn có hai cái là no. Cô chú anh chị, bánh xèo nó lớn nó bự. Mới lại mình ăn rau rồi nhiều quá cô chú anh chị. Lá lốt. Lá lốt. Lá lốt. Mà chị mẹ thích ăn giúp cá. Đứa nào không ăn giúp cá là đứa đó không có phải giống mẹ. Giúp cá nè. Là con của cái bà ở bên kế bên nhà. Cái này cay quá à. Cay quá mắc ngon cô chú anh chị ơi. Thủy mời ông bà cô chú anh chị ăn với Thủy một cuốn nha. Có cơ, người ta bình dưỡng đó. Mà mốt người nữa có người con rõ ra bình dụng. Mà bình dụng là sao không quay hai đứa con vô rồi. Ngon quá chú.